số bánh kẹo này sẽ chia cho tất cả các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ có muốn ăn bánh kẹo của anh Hề không? Vậy thì bây giờ anh sẽ để đây đấy nhá. Bây giờ anh sẽ nhờ tất cả các bạn nhỏ hãy đứng dậy tại chỗ giúp anh Hề nào. Đúng rồi, hãy đứng dậy nào. Các bạn nhỏ hãy đứng dậy hết chưa? Rồi, mở rộng chân bằng vai như thế này. Hai tay đưa thật cao trên đầu hoặc ngang hông. Sau đó chúng mình nhảy lên như... Điệu nhảy này người ta gọi là điệu nhảy gì mà cực kỳ sôi động nhỉ các bạn nhỉ? Trả lời anh thật to lên nào.